Ông cứ chọc. Ông đã báo cáo mình tốt cái chấm đoàn ca để tìm thị xã Mạc Ca hay tốt tên ít đoàn về tất cả chúng tôi tầm năng sắp đấy nhá. Nó mới miền ọc ca là sang xâm nụ chấm phù đang bắt đầu rộp vào đi rụng đi và thân bằng miền xôm chơi. Bà xôm ở côn lộ thiến chia bà thom xôm rộp lộ thiến lộ lộ sợi chạc rõm nâng ọng xã Mạc Ca tăng ngô hay có xôm chùm rịp xua lộ xăm xạ phong đá nhóm chung một xe bằng khiến chia xạ về nhà rộng chết này cài ở lại xạ về nhà hay nhóm miền xâm nô môi chùm nốn đầm bay ôi lục chui bình chạy chùn ông xa bình ca hay xâm nô đồng bông bọc nhóm cứ chọn đăng thạc ta nạ đại thôi ca nơi tùm nục tập bèng thamó nâng miền chia mật nô bập hết nạc lắc thì họ đôi chìa mà nổ cha Khmer như rồi có chỉ chôn mùa than rồi có chỉ chôn thầm ấy bà bạc xong ạ quân nước nông ca than tập đàn thầm mò cứ tha miền là dụ âm lang cứ tha bình vây cứ tha chập pi bẩm buồn đạp tới đó hai giờ xài sập hai sập chiêng thì tôi bà kiếm chầm lấy hai xài sập chiêng bà hay chơi lát nó cứ tha thì chơi lát chưa bố đọc bao nhiêu sáng của đồng Palmesa và cho lúc ai pan phẩm man năm pi chấm nôn nè đại thôi ca nơi tầm nộp tập bèn thọ năng ban thế thà và hai chấm nôn và hai tập hai phẩm man nè đây bà xong học quân con chật lạt nơi tận lục đang tham mòn nữa, cứ khmien là nam mối để tha bản sman tại bản thế, khmien là na ăn bản sman bản, cứ mới chả ăn à, cướp sọc, là cướp sọc, mà thôi ăn tại ngon nó cướp sọc, còn ăn nhân nam mối để tha, chấm luôn pon chấm luôn liên nhẹ bản thế, ăn bản thế, mặt trừ, và mà côn, chết không chăng ai lục, bà sân chỉ ai ta lúc ai ban bảo man thay chấm nôn rồi chấm nôn pon rồi chấm nôn mơn nè ta lúc ai ban bảo man là chấm nôn một phần năng ban đấy bạn ạ quân sầm tô khi mà ạ ạ bán bán thế phù hà một nụ mới tới đại cái tình thế bà bà ạ quân môn này bình tĩnh lục ban chấm điểm chun ông sập nạc cả thả lục thọt thôi cả rạch đây nơi tụm nụm tụm bèn thọ này đài chăng chọn đăng thả ta không ngồi thằng ngay á kia đầm rơi ơi lục rạch đây nó bảo màn mạt kịp bà ông quân không con chỉ là đang tham quan cứ thả cây cầm bạt ở dương hai gì pi mai từ bảy mai của miền biên pi mai nó cao dương thơ mình bố về chết đấy chết đặc biệt coi máu dương hay từ ngày từ ngày từ chứng cả dương pi mai còn bao muốn bảy mai mai kịp một ngày và ta lúc ai chuẩn bị ban tới tha tam là dạng ca đằng bò lốc rồi có tam ca sơn kê bò lốc to là ta nhận đài mình ai thôi ca tam khăn ca cũng nót đã đôi đài lốc ban chuẩn bị chun ong xong là cam bánh mấy nè ta miên là với cả lang chụp bộ kê đài thế
บ่าขอบคุณการกำหนดระบบแผนการระบบองค์การคือเอายังเพื่อตามโครงการบางทีคือถ้าปีใหม่คือถ้าปีใหม่กำหนดปีใหม่คือหายมั้งใบใหม่คือหายใบใหม่ถึงปัจจัยพิจารณาถ้ามันหายพิจารณาคือหายมั้งบ่าพิจารณาถ้ามันหายเมียนได้ได้ยังบ่าบ่าคนจะตามระยะใดลบดังตัวหรือก็ตามระยะการสังเกตบอลโลกหรือก็ตามระยะดังตามประพบนากระดอยนั่นเป็นนู้นเนี่ยแต่ทเวมันหายตามแผนการเนาะตาคีทเวไว้คลาจุ่มปูเนี่ยแต่ทเวมันหายนั่นตาโลกอาจุ่มเรียบจูนองสำนักกาบานด้วยบ่าคุณการงานใดที่กองจัดลัดที่กำหนดระยะเทือกเฮ้ยมันเฮ้ยคือถ้าคือยังเทือกมันเฮ้ยจึงออกมาถ้ายังมันเฮ้ยยังคือเฮ้ยยังติดเตียนคือเฮ้ยเทือกติดเตียนสบายติดเตียนว่าคือเทือกการประชุมเฮ้ยยังปรังเฮ้ยเฮ้ยชุดองค์การคือติดเตียนยืมสวัสดิ์ติดเตียนยืมบ่ามีแต่ปัญหาบ่าคนจะได้มีนเต้ขนมการในได้เกี่ยวเตอร์สวัสดิ์ติดเตียนหรือติดเตียนเฮยปัญใต้นั้นนู้นเนอแต่มันอาจเฟอร์บานตามมีนการในนังการล้างในเต้ให้บัตรสนจิมีนตาเนี่ยได้มาเฟอร์บานนั่งเนอแต่ตัวพออย่างไม่คลาบต่อไปเฟอร์บานนั่งบ่าขอบคุณกองฉลาดแปลงสมองคือท่าเกมมือได้เกมมุนยังจะเพื่อการเกมมือยังได้สมัครเพียงยังได้ยังตายังอาจเพื่อการได้ออดเกมมือได้เกมมือบ่าเกมมือแต่เรื่องท่าเพื่อมันหายนั่งคือเพื่ออย่างไม่คือท่าอย่างมัดดังนั่นเป็นดังบ้านดังที่บ่าขอบคุณบางคนแต่ตรงนั่งโลกได้บ้านจุ่มเรียบแต่ตรงนั่งการสวายติดเตียนนั่งตาเนื้อจะไหลโลกครอบตัวบ้านคือหาตัวทวีการประชุมสวายติดเตียนได้เต้ให้บัตรสัญจรเมียนตาคิดทวีประมาณทั้งไงมาดองบาทสมอคุณสวัสดีเตียนนะครับทรอบประชุมสวัสดีเตียนน้องเกาะน้องปุ๊กน้องปุ๊กเกมตั้งดิมันมีใบเนี้ยผมมุ้ยเนี้ยนะยังเพลย์เต้าเพลย์แต่เข้มเกมมีนเกี่ยวกับเตียนเข้มมาเข้มดังมาทาเข้มฟื้นการยังเถิดหายดิยังเรียดหายจึงยิ่งสั่งจึงกระเทือกการเตียนเข้มท่าเก็บชุมนี่ท่าสมคำสมเตียนหมดสั่งนะถ้าจังสมติมัดสะมัดไอ้ถือเอาด้วยกี่ด้วยไอ้เอาตามพันการบอกองค์การมาต่อไปยังติดยังยังต่อไปนี้เอายังตัวผมห่อต่อไปยังจับตัวผมห่อให้มาเห็นต่อวางกันได้บุญยังเถิดไฮเมนบาทนะยังคำสมตัวผมห่อต่อรีดีมาคำสุดตัวสกอตการ์เงี้ยมันเถิดเหมือนไฮไฮมุกไฮคล้อยคำถือน่ะไฮยิ้มเย็นเย็นปนังบาทนึงยังสารเพียบถูกหอกขอบคุณบาคุณเจ้ากาเฟอร์สไวติเตียนหรือกับประชุมติเตียนไอ้นั่งจิตตุเตอร์ตาเนี่ยน่าเนี่ยเนี่ยครุบดักนอมกาประชุมนั่งบาสมคุณเรื่องท่าเฮาหมอ
lực tích tiên xoay tích tiên nhưng cứ tha bởi chia bì lơ máu oi dương miền phụ miền krom kê ta khi mình đang phụ nó cũng đang tập phụ hàng krom ấy thế nhưng mà đang nhỏ chào rắm thì nhưng đang hàng khi mình tập của mùi nhẹ tập của mùi nhẹ mà phụ khi mình tập của mùi nhẹ chẳng pe ni hay thì hao dương máu của mùi nhẹ bằng quy mu khi đấy có một chức năng chăng à chẳng mà khi mình khó những cái gì ở chúng muốn tham mật sạn đó khó khăn tới cái thì tiên tới nhưng làm krom khó khăn tới cứ chọc chẳng cái thì tiền mật kho đâu mật kho đang chơi mua chơi pin đâu cái tiền hỏi chứng nhà nông cái thu hồ tới cứ chọc bảo người ta bắt năng thì tiền xoài thì tiền năng bà thằng mấy công thơ kho là dương dương thì tiền mấy công mình từ mình từ màu anh cứ thà cần chọn số phần anh mà số phần anh năng số khi tôi màu mà số mọi quân và quân lớn tệ tôn nhâm châu mà cả lại nhờ tổng nộp tập bèn tham mò này cả cả thôi cả nó tổng nộp mà đó làm vĩnh ta lục đăng tế than này để thôi cả nơi tổng nộp tập bèn tham mò nó miên này để rộp bu rồi còn miên này sập ấy thế nào về nóng bạc nhưng mà cồn tại hàng kiếm được ắt bàn khơi nó bu hơn bạn khơi y tế vua đưa mình bà hàng buộc nâng bà hàng kê bài hàng kê tức là buộc nhưng còn bạn đang đây bà nâng chạy chỉ không chỉ phụ dân dân hàng không dân ở bên từ thua nó cao được buộc nhưng mà đang đây và bà côn bà côn trước tam ca sang kê rồi bỏ lộ ta lục khơi than là phép sau của phép rồi bỏ nè để thôi ca nó tin nữa mình than là phép chẳng mạch đá thì họ đôi chỉ scom scang slay slang ấy ta lục rằng kết khơi chẳng mạch chúng tôi lại thôi ca nó tin nữa bạn số một quân không còn chẳng lạp tập đoàn thomo miền đại chư mình ở đây đại chư miền ơi mình ở đây tăng kê tăng khiêm luôn ca hộp bị mình cột ron đi có mình bàn pin này chẳng mình đứng huyện miền trồng ngứa trộm trộm thôi để không dễ bị kháng đam tha các bà khiêm bị bắt lâu chẳng tầm mong mong các bà chỉ cũng tầm mong mong và tôi nhìn nhận tôi chỉ côn tranh phong ảm có miền à côn luôn có miền à con lúc việc con đang pel ở mặt thác riêng con màu mũi chập ra màu mũi đang pre hơi đâu đang nhẹ màu mong chạy bị con ăn màu mong đang ai hạ con luôn ba mỗi con trai như cứ bục lấy lăng chân đâu con nói hai ông đâu có bà phu có plin plin đâu à các bà chỉ cũng tầm mong mong đâu ba miên miên hay chữ slap miên chữ slap miên thì con tranh ba tuần lúc ban chuẩn bị chun ông sầm là cam ban bánh thà mình cả sầm ra rồi có để mình cột cọn chẳng chăm chăng đang làm pp về liền này cả thôi cá ta nơi cái lại thôi cá tụm cả than tụm nốt tụm bèn thọ nưng khi đầm rơi ở dân thôi cá pp nè pp về liền này tất cả thôi cá pp nè đo pp nè sầm ra pp nè hay to pp nè tiền bạn xong một cồn không tổn lúc đẹp mỏ cứ thà thua buổi thứ hai bảy pè không buổi thứ hai bảy thua bảy pè cứ chập bạ hạ bạ hai lệ đang miền 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 nam miền gì là cà tiền đấy coi thà còn hai chữ bạ hai chữ mong pram mong buôn buôn chiêng mong hai mong pram tôi hiện tranh cho mực hiện score đấy bà sport ấy cứ tha xem ăn lên mòn là nhiều mòn là nhiều chất cứ những cái chương trình hay hay những có săn mót thái và hay gì mong pram với mũi buồng chất pram cho bàn tay một hiện sport đấy một hiện khởi gì tranh tao nâng cặp nó đi kiểm thả chẳng lưu số là snow job tao nữa khởi gì lưu cúp cặp cúp cặp cúp cặp từ
ອັນນີ້ມັນເຄີຍໃດຢ່າງແວງເງິນນັ້ນງຶດຫຼາຍຈັ່ງມັນຖ້າສັນມອດພາຊິມອງ5ຈ້ອຫວ່ານຶງງຶດນັ້ນຫວ່າລະຫົດດອມມອງ11ນັ້ນໄປປຶກຫວ່ານີ້ຈ້ອມາຫຼາງມອງຈັ່ງສັນມອດມອງຈັ່ງອາຈິມອງ11ຈັ່ງຫາຍຖອງມື້ຫງາຍຈັ່ງມີນຍັນນາມີນລະກາແປມື້ຫງາຍໃຫ້ອ້ອຍມື້ຫງາຍມື້ມອງຫຼາງໃຫ້ອ້ອຍຫຼາງຫວ່າມອງ11ຫຼາງບາຍຕຶກບາຍຫາຈັ່ງຫູຕຶກໄວ້ສ
bà mong pram nghe mong pram nghe chăng dừng mò là mò chăng nhưng ngụt tức hốt bài tớ hốt bò tớ đặt chạy đặt tràn mà chua tóc cái chăng đặt tì chua chăng thì vò chôn thì vò hai chăng tràn chim chế đặt cặp chế hỏi smile khi mong thằng mà chán cái smile khi mong cái đặt tì chua chăng dừng tràn á hốt đó đó bà hỏi nhưng ngụt tức thu tức tới và mong một muối chập đau một muối kia chập đau cô cầm lăng thì tới đó cả tháng thứ mong hai mong pel là trên những ai đấy đó mong pel chập đau phơ cực kẹo thôi mà hay mong đọc mà cái ông mà sầm rạ đọc dục mà đọc dục mà sầm ọc quân bà ọc quân ខ្ញុំ នៅ សំ សំណួរ 2 3 សំណួរ ទៀត ដើម្បី សួរ លោក តតង ទៅ នឹង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ នោះ ដែរ នៅ ពេល ដែល អ្នក ធ្វើ ការ ឬ ក៏ លោក ស្រេច ទឹក តើ មាន ទឹក ស្អាត សម្រាប់ ទទួល ទាន ដែរ ទេ ក្នុង ពេល នោះ bà số một con chấm non nó miền cái do thực sự dương tế đặc nó ọ tất cả tất ọ miền là mai tế tất miền là mai tế tất là bên dương con á bên này phật tất to do áo mà đã mòn chứ hay dương bớt dương khai miền sạt ắt châu làm phù dương bà dương áo dương món à miền áo những đặc chắc này, hay những đặc phật tử, bà nắng biết vị thi phật tức, bà tức về sạch sát, tức về muôn côn sạch ất, bà ngọc côn, bà côn, chân lục ai chùm riệp, chun ông sầu nà ca ban tết tha, nơi ca đặt than ở tụng lục đập bèn tham mô nắng á, ta miền này na chỉ nẹt cướp cong nơi ca than đông đại tết lục đằng thế. Bạn xâm ọc quân khiêm châm nó nó khiêm mặt bàn score thà nẹ ná chín nẹ cực cồng cong bọc khiêm tê nhưng mặt đăng tê có bàn tay khiêm thà đăng tạ khiêm nữa phư ca không chua coi giá đi cứ thà bọc tạ vào bàn tay trăng thà khiêm mì con mì y khiêm nâng khiêm mặt đăng chmù khí tê nhưng mặt đăng tê buộc khiêm cứ chia thành nợ, âm minh thành nợ ấy ta thọ đăng cả nghề chân chân tê và âm minh thọ chủ thọ đăng à đứng cả nghề đăng đặt bị thua kia tơ làm bay ban cái mọi biển miền cầm hô tập đăng tê âm minh chọn đăng thàn này na thứ mì con mì crom mì y nhưng mà chọn đăng tê đấy nhưng đăng thà tập vá chia nợ cục crom đưa chật lát tập mò nhưng đăng tập phát năng bà con sầm nô trong cõi bậc nhóm trong lục chui bình chuyện này ta mà dạ ca khơi được bao lục to rồi còn ta mà dạ ca lư kinh dây bạc lục thật ta thua miên thân đặc nom bị lơ cho từ bị đất nơi cả than vàng tham mòn đại ọt bà xong là con à khi mà bàn khởi nạn đặc nhóm kề mặt máu tay khi mặt bàn người chết cái tê khi mà cào tận lúc vùng đấy đây cào tận lúc tê mà khởi nạn đặc nhóm kề nó lực cào tận lúc tê
chúng mới bị chậm ngay và khởi tập năng và sống ở côn bà côn ta mà dạ đại lục hơi bị chậm ngay nữa ta lục score tết nạn được nom nữa nè na khla rứa có miên nè na khla prab lục tháng nữa nạn được nom để mau nữa chumoni ta lục score lục đăng chậm nói nữa บาดสมกุลក្នុងធ្នុបនោះអាកែផងនោះគឺមានថាដឹកនាំគេមកមើលក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគាត់ដឹងថាចិនគេមកចិនគេមកមើលអញ្ចឹងចិនគេពាក់ខោខ្មៅអាវខ្មៅហ្នឹងបាទគេមកហើយសបៃសអ ấy là dương mình ta chết cái tí còn thà dây bị to khi nó pi thì mũi từ mũi mũi từ mũi anh ấy cái nó cắt đó cái đăng anh ấy dương nó sinh ấy cái thà dây những cái to to thôi khi chúng ta chân mà cái mà mơ thành lúc nó nghe chân nẹp phần phù chân và đang là phần năng bà còn cho lục ban mình chạy thà phần phù chân cho phần phù nó không nông sọc nó không nông bờ tây cam bờ chi nữa cam bờ chi bờ chi tập bờ tây ạ ta lục đăng tới thà thân đặc nom lấy cam chỉ bị chia thập bật tay ta nè na ban châu rùm chùm môi và phần phù chân nộp ta lục miền ban đăng thế và số mặc quần khi ông con đã đăng thà cái đẹp phật phù cái màu tí ắt bàn được đăng thà hạ được nòng bật tê nhận là cái nẹt sọc cái nẹt đầm bon rồi mùi hạ được nòng bật tê ngò thế nhưng mà bàn đằng thế bàn đằng cứ mặt bàn đằng và một côn và côn lục thiên khang cài giờ lại sao vậy nhở sùng nổ hay và sùng một côn Thank you, Mr. President. Morning, Mr. Civil Party. I have a few follow-up questions that I would like to put to you. This morning you said that when you became a soldier, you changed the place of birth to the place of birth of your wife. And you said that you did not want them to know that you were Khmer Krom originally. Can you explain to me why you didn't want them to know your original place of birth? ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិរូបខ្ញុំគាត់ថាឈ្មោះខ្ញុំនៅដដែលគាត់ថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានភូមិកំណើតពីកម្ពុជាក្រោមមកជាកម្ពុជាលើវិញគឺថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រោមទេខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំនៅកម្ពុជាលើវិញខ្ញុំមិនបោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអត់ថា I understand that's what you said earlier this morning. But my question is, why are you hiding your original identity today and also, I suppose, in the 80s? Bạn chỉ lộ ạt lẽ ạt tạ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេបាទខ្ញុំថាខ្ញុំលក្ខអត្តសញ្ញាណកម្មជាក្រមព្រោះខ្ញុំធ្វើចូលធ្វើទីទាហានខ្ញុំដាក់នៅភូមិជាប្តីហ្មងទៅស្នុកថាយើងមានរឿងមានរាវអីរបួសស្នាមអីប្រពន្ធកូននៅចិត្តនៅចិត្តនេះដឹងខ្ញុំមានម៉ែឲ្យនៅទៀតបើម៉ែឲ្យស្រាប់អស់ហើយស្រាប់អស់ហើយអញ្ចឹងមានតែប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយដាក់នៅហ្នឹងហ្មងទៅម្ដាយក្មេងពុកក្មេងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺគេដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំនេះមានផែនការអីមានរបួសមានស្នាមអីគេដឹកគេដឹងដែរបាទសូមអរគុណI'll move on. Mr. Civil Party, is my understanding correct that you were living close to the Olympic market in Phnom Penh on 17 April 1975? Bad. I'm going to go to the Olympic.បាទ And can you tell us where you តើលោកអាចប្រាប់ផងបានទេ Or your family kept the cows and the buffalo that you were having គ្រួសាររបស់លោកពេលហ្នឹងចិញ្ចឹមគោក្របីហ្នឹងចិញ្ចឹមនៅណាទុកដាក់វានៅណាបាទលោកសួរម្ដងទៀតនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំពេញមិនណាចាំគោចាំក្របីទេបាទសំទោសលោកសួរម្ដងទៀតI agree with you in your civil party application ខ្ញុំមិនតែក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរបស់លោក you claimYou request to be compensated for the loss of your cows, buffalo, and house. That's why I was wondering where you kept your cows and buffalo. សំឡងជាចំពោះការបាត់បង់គោក្របីរបស់លោកអញ្ចឹងមកខ្ញុំសួរសំណួរនេះឯងបាទសំទោសខ្ញុំអត់មានសេដាក់ឲ្យសុំសងគោក្របីអត់មានចាំទេព្រោះខ្ញុំអាយុមិនទាន់អានសៀតខោឡើយហ្នឹងចំនួនហ្នឹងនឹកសៀតខោឡើយតាមានចាំគោចាំក្របីណាខ្ញុំបាទយ៉ាងមិនទៅមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះបាទខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកវិទ្យាកូពេជួយបញ្ជាក់កន្លែងណាដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់បានបាត់បងគោក្របីរបស់គាត់នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់គាត់តាមដែលមើលតាមពាក្យសុំរបស់គាត់ចំណុចទី7គឺគាត់សុំគោក្របីក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានបាត់បង់គោក្របីទេអញ្ចឹងសុំឲ្យលោកមេធាវីជួយបញ្ជាក់ថាតើកន្លែងណាដែលគាត់និយាយថាគាត់បានបាត់បង់គោក្របីសូមអរគុណI was referring, Mr. President, to D22/3209/1 and the English ERN is 00056-2491. In the English translation, it says the applicant requests to be compensated for the loss of his cows, buffalo, and house. ការបាត់បង់គោនិងក្របីរបស់ខ្ញុំBut it's not terribly important. The witness or the civil party has already answered the question. But I'm concerned about this. Because I think I can move on. Mr. President, if you do not mind. I'm going to move on to the next question. Mr. Civil Party, let me ask you something about your WRI.
Specifically about something you said in the document B319.3.10, question and answer 146. In this WRI, you were asked the question, could you estimate how many people died of starvation, disease, or killing? And then you answer, I do not know how many died, but many died. As for the Chinese, they died until entire villages went silent. What exactly did you mean when you gave this answer to the investigators? Khiêm ban ta đal khum sam rong nung kư tha ke oi te nơi kap chka prai nung khum khum muoi ha khum chra ul khum chra ul ke da chen khum thmey ke da khmae chang khum chra ul nung ha chra ul nung kư tha ke da chen nung ngop ngop ma pteah ma pteah ngop ma pteah khla oh ling mong khiêm khơi nung tol phnei ba khiêm ba Khmer 17 mê xá có slap đo chùm ngư slap đo chùm ngư tư và slap đo lùi tốt lùi cái chắp cái sầm lắp có miên khắp đo chùm ngư có miên ớt ở ha có miên và bà chấn thị trấn chấn cứ tha ớt ở ha hay năng chứ cứ slap nó chấn và tân năng So am I to understand is that they didn't die because they were Chinese, but because they didn't have enough food and they happened to be Chinese? Is that what you're saying? Slap đời xa tại khoa trong này hà này ai chẳng biết đấy. Bà, à, chân mà mình thì chân nửa có thể chân thế, chân lúc cứ mai cặp chân này thà chân được chân xa ổ xây chẳng đâu. Chân xả thăm bây tư, nhận đọc bởi mê xa nâng. Nâng, cứ chân nâng tí, mà mình chân mò bị tế khao tí. Chân cắt máy nâng, chân luôn được sọ khám máy đọc bởi mê xa nâng, chân từ đuổi khí nâng. Rồi cái tục chân nâng mặt đông. Chân nâng đuổi tạc máy chứ, gọi là bị xó. Chân lụa mía. Mà, mình chân mò bị tế chân tí, ọt tí. Mà, hãy slap nó slap là xa chư tí, hãy slap chư. Chân nâng, mình là nà quay với tế chân nâng, mình mòn đông. Rồi, ọt. But were people of Chinese ethnicity mistreated for some reason? Đồng bởi mê xa chứ. Bạn thấy Nhi nó vừa đưa cho bà giấy bì chìm ngon đồ bọc mày khó của thà Nhi tún đồ bọc Nhi tún cái thà chấn Nhi tún và Nhi tún là rô si cái hà thà rô si kinh của oanh chìm ngon nó hà thà rô si kinh của oanh hà cuốn nó còn kê vô ta đọng mặt đông và bộ chân lụ mía chân đã miên nữa và lập rồi xa cùng tranh hầm mà và chỉ phụ là thưa cá đôi thực khi thế thưa cá đôi thực khi chăng và thưa quân Let me just ask one follow-up question to understand what you're saying. In the same WRI that I just mentioned,
You were asked questions in 36 and 37. You were asked first about Cham. You say there were no Cham where I was living, but there were some Chinese. Question, were those Chinese arrested? And then you answer, they did not kill the Chinese, but they mistreated them. The answer seems to suggest that Chinese were mistreated because they were Chinese. Or is that not what you meant? ចិត្តនឹងតែគាត់ថាគេយកទៅដាក់ភូមិនឹងគេហៅថាភូមិច្រអ៊ូលភូមិកောက်ខ្មោចភូមិនឹងស្រាក់ប្រៃត្រាចប្រៃត្បែងប្រៃស័យហើយទៅកាប់ឆ្កានឹងដើម្បីដាក់ពួកចិននឹងបាទចិននៅម្ដុំទៅគ្នាវានឹងចិននឹងបាទហើយចំណៃកម្លាំងពលកម្មចេញមកធ្វើដូចតែគ្នានឹងដូចតែយើងហ្នឹងដែរដូចតែពួកដល់7មេសាអញ្ចឹងដូចតែគ្នានឹងបាទអរគុណ This morning you said that 17 April people were quote-unquote seriously mistreated. Is that now what you're saying as to what happened to Chinese people as well? កម្លាំងពលកម្មគឺស្មើគ្នាមានអាណាខ្មែរកម្មពួក17គេឲ្យ3ម៉ែត្រគីបគេឲ្យចិន4ម៉ែត្រគីបទៀតមិនទេឲ្យដូចតែគ្នាស្មើភាពគ្នាទេពួក17មេសាដូចគ្នាគាត់ថាពួកចិនស្បៃសក៏ដាក់ម្ដុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ Let me move on to another topic, Mr. Civil Party. That's a question about hospitals and medicine. In your Civil Party application E3/50333, English ERN 00919930, French 00922767, and Khmer 00562499. You said as follows, in that village, many new people got malaria and died due to the unavailability of medicine, treatment, or hospital, and starvation. Is this only referring to 75, or were there also no hospitals when you were working at the dam in 1977? លោកសំដៅទៅលើតែឆ្នាំ75 ពីឆ្នាំ75ដល់75នៅពេលលោកធ្វើការនៅទំនប់ឬយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណបញ្ហាឆ្នាំសង្កូវមន្ទីរពេទ្យគេមានប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែគាត់ថាមន្ទីរពេទ្យនឹងវាគ្មានមនុស្សដេកទេអត់មានមនុស្សដេកទេហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់តែសុំឆ្នាំគេដែរនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យនៅភូមិសំរោងហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យនៅភូមិសំរោងមានខ្ញុំតែគេឲ្យឆ្នាំអាចអញ្ស័យតែខ្ញុំទេឲ្យឆ្នាំអាចអញ្ស័យខ្ញុំគ្រាន់គេឲ្យអាចអញ្ស័យខ្ញុំហើមក៏គេឲ្យអាចអញ្ស័យបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទ My question is, let me rephrase my question. Were there people who were working at the Trapping Tama Dam site who had gotten sick, sent subsequently to a hospital to get better? But
ខ្ញុំមិនសូវដឹងទេរឿងថាអ្នកឈឺនឹងបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យគេមកដឹងមន្ទីរពេទ្យនៅអាងតាពាំងថ្មនៅត្រង់ណាខ្ញុំមិនដឹងដែរមកបានដឹងបាទសំទោសខ្ញុំមិនបានដឹងទេរឿងមន្ទីរពេទ្យគេខ្ញុំមិនបានដឹងខ្ញុំដឹងនៅទំនប់តាពាំងថ្មហ្មងតែខ្ញុំមិនដែរទៅពេទ្យតពេទ្យច្រឡាក់ខ្ញុំមិនដែរទៅពេទ្យហ្មងដឹងគេថាគេបានឆ្នាំមកគេឲ្យខ្ញុំផឹកហ្នឹងទៅតាមអញ្ចាញ់គេឲ្យមកតែរឿងពីពួក
But it is correct that there was a hospital in Phnom Srok district, correct? But some tova came up bad dante and the sock and sock not ban the dog, sock and sock pong, in the bank monitor. I mean, there's some dog that can die band the pet sock, they are that's for pet sock pong. Makun. Let me read to you your answer to question 29 in your WRI. Question 29 and 30. Rather, question 30. Were there medicines and hospital in Phnom Srok district? And you answer yes. There was a hospital with rabbit dropping pills. Does that refresh your memory? ta chumnoch ni chuoy romrek dol ka chong cham robos lok te ba khiem chong cham ko bantae khiem man dal tha khiem da som thnam ke nei sala srok khnom srok te khiem man dal niyei piet nang ba khiem cham ta ba okun. Do you know anything about the food ration for the special mobile unit? My question was whether you know anything about the food ration for the special mobile unit at Chopping Tamadel. Thank you. I'm looking at your WRI and question 55. You asked what was the special mobile unit like, and then you said the special mobile unit let us eat solid rice. Watery rice porridge was given to the children's unit. If we completed all the work as planned, we would receive the full food ration. But if we could not complete all the work assigned by the deadline, half of our food ration would be cut. That's why I was asking you, if there was any special food regime. បាទត្រូវហើយអាហារគេឲ្យយកហូបបាយហូបបាយមែនដូចខ្ញុំថាដល់ខែប្រមូលផលបាយគេដាក់យើងហូបមែនគេដាក់ដាក់នឹងចឹងអីគេចាក់នឹងចឹងអីហើយយកស្លឹកចេកគ្របហើយរុយរោមមកខ្មៅអស់រុយរោមមកអស់បាទមែនមានមែនដល់ពេលបានប្រហែលជាមួយខែទេបាយហ្នឹងបានធ្លាក់មកដល់ប្របវិញហ្នឹងចំពោះកងច្រឡាត់បាទអរគុណ. Let me now ask you about your time working at the dam.
You said that you recall a visit of Chinese delegation. You also recall Taval being in charge of the dam site. Do you recall the months of the year that you have been working at the dam? How many months have you been working at the dam site? ខ្ញុំនៅកងចលាតាពាំងថ្មប្រហែលជាឆ្នាំ77ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅរហូតដល់បៃរបបខ្មែរក្រហមគឺថាខ្ញុំចាំពីទនុបតាពាំងថ្មមករបងខ្ញុំនៅសំរោងខ្ញុំចាំអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ពីតាពាំងថ្មមករបងនៅសំរោងបាទ there is evidence suggesting មានផុសតាងបញ្ជាក់ថានៅការដាក់ itself was finished ការងារការដ្ឋានលើកទំនប់នោះគឺថាត្រូវបាន April 77 and May 77ប្រហែលជានៅក្នុងខែមេសាឬក៏ខែឧសភា1977ហើយទៅនេះចាប់ដើមនោះពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ជាពេលទំនប់នោះត្រូវបានគេលើករួចរាល់ហើយទៅតើលោកទៅធ្វើអ្វីទៀតAn objection to the question. There is evidence to that effect. There is also evidence that, including contemporaneous documents, the construction continued at least through the dry season of 1978. So if the question is what were you doing after May of 77, no objection, but it shouldn't be put to the witness that the evidence is only the construction occurred in 77.មិនសូមជំទាស់ចំពោះការសួរសំណួរថាទំនប់នឹងចប់77មេធាវីការពារក្តីខ្ញុំសូមរៀបសួរឡើងវិញ Correct that you were only working a few months តើត្រឹមត្រូវទេថាលោកបានធ្វើការនៅការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មនោះតែ2-3 ខែទេមិនមែនដល់ទៅ2-3ឆ្នាំឬក៏មិនមែនដល់1ឆ្នាំកន្លះនោះទេអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់ទេបាទសូមអរគុណអត់មាន2-3ខែខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំនៅធ្វើនៅរហូតពួកខ្ញុំនៅ3ដំណាក់កាលមុនដំបូងខ្ញុំនៅក្រោមទំនប់ស្នាក់នៅក្រោមទំនប់រហូតមកខ្ញុំមកនៅស្នាក់នៅក្បែរស្ពានទី1ដំណាក់កាលទី3ខ្ញុំមកស្នាក់នៅកន្លែងចុងស្ពានមុខស្វាទឹកហ្នឹងអាកន្លែងបលាយតូចហ្នឹងបុកបលាយតូចហ្នឹងមុខស្ពានហ្នឹងខ្ញុំមកស្នាក់នៅទីហ្នឹង3ដំណាក់កាលអានឹងហើយដែលខ្ញុំបែករបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំរត់ពីនឹងទៅខ្ញុំចាំបាទត្រង់ឆ្នាំណាខ្ញុំអត់បានដឹងឆ្នាំទេចំនួនខ្ញុំអត់បានដឹងឆ្នាំទេមានដឹងខែដឹងថ្ងៃទេចំនួននោះយើងអត់ដឹងទេបាទសំទោសបាទសូមអរគុណBut the carrying of the soil, did that happen also? Did it continue after the first phase was finished? ស្ពាននឹងមិនទាន់ស្មើទេស្ពាននឹងនៅកលុកនៅឡើយទេអត់ទាន់បានចាក់ដីស្មើទេនៅវៀងចុះមុខស្ពាននៅឡើយនៅវៀងចុះមុខស្ពាននៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅការដ្ឋានតំបន់ថ្មនោះខ្ញុំបានគេឲ្យទៅធ្វើខ្សែប្រាំងទៀតបាទចប់ពីនឹងទៅធ្វើខ្សែប្រាំងទៀតប៉ុន្តែចំពោះទំនប់នោះមិនទាន់ហើយជាស្ថានភាពទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនទាន់ហើយទេព្រោះអាស្ពីនមិនទាន់ចាក់ដីស្មើអាស្ពីនទី1នោះនៅកពុះនៅអាស៊ីម៉ង់នោះនៅកពុះ
មិនទាន់បានធ្វើធ្វើហើយទេបាទសូមអរគុណ But when you were working in the second phase at the bridge, were you then also carrying soil? នៅដំណាក់កាលទី2នៅក្បែរស្ពាននឹងតើលោករែកដីដែរទេនៅដំណាក់កាលទី2នោះបាទសូមអរគុណដំណាក់កាលទី2ខ្ញុំនៅរែកដីនៅឡើយបាទខ្ញុំរែកដីនៅឡើយប៉ុន្តែរែកដីនឹងរែកដីនៅឡើយតែគេដកខ្ញុំទៅកាលឋានស្ពានស្រែងទៀតគេយកឡានអាឡានមានទ្រុងនឹងដឹកខ្ញុំទៅទាំងយប់បាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃណាឆ្នាំណានេះខ្ញុំចង់ផ្លេចហើយយូរហើយតែខ្ញុំចាំតែ2ឡានដឹកទៅកាលឋានស្ពានស្រែងនឹងទប់ស្ទឹកនឹងបាទខ្ញុំចាំតែប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់បែក79ហ្នឹងបាទមិត្តរបងខ្ញុំខ្ញុំចាំប៉ុណ្្នឹងអរគុណMy last question. Some of the young crowd asked a question about the prosecution about people dying at the work site. You answered that you didn't see anybody dying because of an accident. But did you see people dying because of overwork or starvation at the work site itself? បាទខ្ញុំឆ្លើយបាទខ្ញុំឆ្លើយថាគេមិនបានឃើញទេអ្នករែកដីរបួសនឹងមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែការស្លាប់បាត់មនុស្សនឹងខ្ញុំដឹងថាមានគេយកសម្លាប់ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែថាខ្ញុំឃើញគេមិនបានអត់បានឃើញទេបាទសូមអរគុណ My question was aboutOverwork and starvation. សំណួរខ្ញុំសួរអំពីការងារលើសលប់ហើយនឹងការអត់ឃ្លានសម្រាប់សង្គមថាប្រជាជនជាច្រើនត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការងារពោះកម្លាំងហើយនឹងភាពអត់ឃ្លានបញ្ចប់បាត់ដកស្រង់ប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវទេដែលថាលោកមិនបានឃើញប្រជាជននេះស្លាប់ដោយអត់ឃ្លានឬក៏ដោយការងារលើកម្លាំងហ្នឹងដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេចឹងមែនទេបាទអាហ្នឹងហើយដែលវាបាក់អាហារនឹងហើយធ្វើឲ្យគេឈឺបាក់ទ្រត់ទ្រង់កម្លាំងហ្នឹងក្បាលត្មងម៉ោងក្បាលជង្គង់ត្មងម៉ោងឈឺហើមរហូតដល់គ្នាស្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាការខ្វះអាហារបាទសូមអរគុណ Yes but they were sent to a hospital Sorry yeah they were sent to a hospitalបាទប៉ុន្តែអ្នកជំងឺគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយលោកមិនបានឃើញគេស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេអញ្ចឹងមែនទេបាទខ្ញុំអត់បានឃើញស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់មន្ទីរពេទ្យខ្ញុំសុខផងខ្ញុំបែរបានទៅផងបាទ Thank you Mr. President បាទសូមអរគុណលោកប្រធានMr. President, just quickly, before we move to the Khieu Samphan defense, I wanted to just clarify one thing for the record regarding the witnesses' request for compensation. The document that the Nongchia defense was quoting from D22/3209/1is not the civil party application. It is a report on the civil party application prepared by Wesu. It's a summary of the civil party application, and it appears to be inconsistent with the application itself, which is E3/5033. In E3/5033, Part C, Question 7, the civil party is asked about reparations, and it does say that he's seeking cattle and an appropriate home, but there's no representation that he previously had cattle. So he's not representing that he lost cattle and lost a house. He's seeking cattle and seeking a house. He's seeking cattle and seeking a house.Monsieur le Président, il est 11h25. Je peux déjà indiquer que je ne pourrai jamais terminer mon interrogatoire de la partie civile en 5 minutes. Donc, je ne prends personne en traître. J'indique déjà que ça sera impossible de poser toutes les questions que j'ai à poser en 5 minutes. Je vais vous demander de 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 vous demander de
Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir vous garantir que oui, mais là, un certain nombre de choses ont été dites qui me poussent à demander des clarifications. Et là, c'est, vous avez pu constater que quand on n'a pas beaucoup de questions à poser, on n'en pose pas beaucoup. Mais là, il y a un certain nombre de clarifications qui seront nécessaires par rapport à ce que vient d'indiquer la partie civile aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire qu'à 11h40, j'aurai terminé. Et là, ça a trait à la substance de ce qui s'est passé à... sur le barrage, ce qui veut dire que ce sont des éléments que vous pourriez éventuellement utiliser pour condamner mon client et je ne peux pas ne pas poser de questions. Donc vraiment, Monsieur le Président, je suis désolé, mais là, aujourd'hui, je sais que c'est certainement un peu de temps supplémentaire que je demande à, par rapport à la répartition, mais je pense que pour la clarté des débats et pour pouvoir donner à l'opportunité à la partie civile de clarifier certaines choses. Hein, voilà, 40 me paraît... je préfère commencer et éventuellement déborder, quitte à raccourcir sur l'autre partie civile, si besoin est. Mais voilà, je préfère être honnête en début d'interrogatoire. អាចផ្ដល់បានវាប្រសើរជាជាងបន្តនៅពេលលូស៊ីលដោយមិនសមិញវាមានបញ្ហាប្រឈមឬការដឹកជញ្ជូនមុនរបស់កលឹកត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលវាកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនៅពេលនេះគឺរឿងលោកខៀវសំផនដែលជាកូនក្តីរបស់លោកស្រីតែគាត់អាចទប់ទល់បានត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងបានផ្ដល់ឱកាសនេះគឺថា J'entends bien, Monsieur le Président, mais dans ces cas-là, compte tenu de tous les éléments que vous venez d'indiquer, je préfère me concentrer pour commencer et finir en début d'après-midi et j'en tirerai les conséquences par la suite pour la partie civile suivante. បាទនឹងផ្អាកសម្ដារការហើយនឹងលើកបន្តទៅរសៀលយើងធ្វើនេះក្នុងក្នុងបំណងបញ្ជាឲ្យបាននៅស្ថានភាពនៃការប្រជុំដោយមិនសមិញវាមានតិភាពតឹងតែងផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិករបស់បុគ្គលិកអបតកយើងនេះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅហើយគាត់មានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសន្សំពេលនេះប្រសិនបើអាចយឺតពេលនៅរសៀលអាចបន្តទៅដល់5នាទីទៀតក៏ឲ្យវាហួសហេតុ ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាអាចវាមានបញ្ហាប្រឈមដូចករណីដែលលោកស្រីធ្លាប់បានលើកឡើងហើយប្រឈមចំពោះលោកខៀវសំផនដែលមានបញ្ហាយូរឬក៏កម្រនេះឈឺឈប់សម្រាកនេះគាត់តែងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់គាត់ហើយអ្នកដទៃទៀតទៅដៀងគ្នានឹងដែរ J'en suis consciente, Monsieur le Président, je ne vais pas perdre plus de temps, je vais essayer de faire ce que je peux faire aujourd'hui, mais j'aurais préféré avoir plus de temps cet après-midi pour quitte à couper sur le côté. Mais ce n'est pas grave, je ne vais pas rajouter, je commence et on verra comment ça avance. Monsieur Samsak, je voudrais avoir quelques clarifications. D'abord, je me présente, je suis... Antagiseko, avocat international de M. Khmer, et je voudrais donc quelques clarifications par rapport à ce que vous avez indiqué. Premier point, est-ce que vous pouvez me préciser pendant combien de temps vous avez travaillé sur le barrage de Trappang-Tma? ខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំចេញពីកងកុមារ
Excusez-moi, monsieur de la partie civile, mais là, je suis obligé de vous couper vu le temps, donc le temps m'est compté. Dans votre déclaration E319-19.3.10, à la réponse, la question-réponse 99, on vous demande quand vous êtes allé travailler au barrage de Trapintma, et vous répondez vers 1977. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Et est-ce que vous vous rappelez également du moment où vous êtes parti? Je vous pose cette question, M. le Barque Civil, parce que dans votre déclaration, la même que je viens de citer, à la question-réponse 112, vous dites « J'ai travaillé à Trapintma de 77 jusqu'à la chute du régime Khmer Rouge », ce qui voudrait dire à peu près janvier 79. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous confirmez ce point ? Excusez-moi, monsieur de la partie civile, la question c'était. Excusez-moi, je suis désolé de vous interrompre aussi brutalement, mais le temps m'est compté. Donc je vous demande simplement si ce que je vous ai rappelé vous rafraîchit la mémoire ou non. Et on peut passer à un autre point. Vous avez indiqué également, vous l'avez dit à moins de reprises ce matin, que vous avez souhaité quitter l'unité des enfants pour travailler avec au sein de l'unité spéciale parce que vous vouliez pouvoir manger du riz. Est-ce que vous pouvez indiquer dans quelles conditions vous avez fait cette demande et à qui ? À qui avez-vous fait cette demande? Est-ce que c'était au chef de votre unité des enfants que vous avez fait cette demande?
bạc và hai chế sông tạm dạ bạc thiên cục má chứ mùa mình này bạc thiên cục má không mình này cũng chẳng bạc sông tạm dạ bạc thiên cục má hiện bà mà con bà. Lorsque vous êtes arrivé au sein de l'unité spéciale, qui était votre supérieur direct? Vous avez indiqué que Taval gérait l'ensemble du chantier, mais qui était votre supérieur hiérarchique direct, votre chef direct? Bạn chăm tầm mê krum mê con thế con đang tầm mê krum nâng mê krum mê khiêm mà nẹ nâng ta cô đọc bởi lực nha cô đọc bởi mê xa được nha ba ta rừng con thì lại đăng thế rừng đăng ta chỉ lắt một thờ ba đăng ta bắn đăng đi rừng ta con thì nà ấy nó lên đăng đăng nó không mê nhọt đăng ba mà côn. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a posé des questions sur la composition de votre unité, vous avez indiqué qu'il y avait essentiellement des gens du 17 avril et qu'il y avait des gens du peuple de base, mais qu'eux étaient en charge de vous surveiller. Donc, a priori, vous vous souvenez au moins qu'il y avait des responsables, des personnes qui étaient en charge de vous surveiller et qui étaient du peuple de base. Est-ce que vous vous souvenez si c'était un homme ou une femme qui était en charge de surveiller le groupe? Ta chi nẹt mồ lợt thả nó lúc chăm ta chìm được pro rồi chìm mình đốt sợi đấy. Bà, à quân, chìm được pro. Bà. Et est-ce que c'était bien un homme du peuple de base? Lúc chú bà té thà quạt chi nẹt mồ lợt thả. Bà, ở chợ lắm đi, đập một bơm mè xá ở chợ lắm đi, vậy mà khóc nỉ sẵn đây, đập bơm mè xá, xin. Et ça n'a pas répondu à ma question. Est-ce que c'était bien quelqu'un du peuple de base? Hãy mù than, hạt miên đọc bài bề xa tê, vui mù than, vui tha, nhạc mù than, dây sẵn đầy sinh, đọc bài dây sẵn đầy sinh, hạt miên chỉ làm hết tê, và xin mọi con. Est-ce que au sein de votre groupe, il y avait des hommes et des femmes ou uniquement des hommes? Miên tàng sray tàng proh nơi dùm roh khnê, rồi có miên tàng mù nô proh tê. Bạn miền đẹp rồi thế, ở miền Sài thế, hàng cầm mà nó cầm bọc nhau mà, bàn tay bà ha rùm kia miền này miền Sài miền, bàn tay bà ha cầm bọc nhau mà này nó ở miền Sài đâu chỉ mũi thế, pro, bà. Et vous avez indiqué que c'était des jeunes entre 16 et 20 ans. Et que vous étiez le plus jeune, est-ce que vous savez s'ils étaient mariés? Je suis un homme qui a été marié. Thì dụ cho những khiêm chẳng cả sản thân bán ta phát kê miền bộ phôn bà em ta thì thông kê miền dụ cho những khiêm bà xin mọi quân. En termes de quota, vous avez indiqué ce matin que le quota qui vous était imposé de façon quotidienne était soit de 3 mètres cubes, soit de 2 mètres cubes. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Dans le rapport E319
27.4.109/1 n'existe en anglais ERN 01031297. Voilà ce qui est rapporté par la personne qui fait le rapport. Je cite en anglais. They were assigned to dig 5 cubic meters per day. Ma question est la suivante. Ok. Je recommence, il paraît qu'il n'y a pas eu de traduction en Khmer. They were assigned to dig 5 cubic meters per day. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous avez indiqué à un moment quelconque à quelqu'un qu'il y avait un quota de 5 mètres cubes par jour? Donc vous ne vous souvenez pas du nom de votre chef direct. Vous vous souvenez en revanche de Taval. Est-ce que vous avez eu des interactions personnelles avec Taval? บ่าสมอคุณผมถามสมเด็จสมนาตามพวกខ្ញុំមិនដែលឃើញផងព្រោះវិញចម្ងាយចម្ងាយទេមិនដែលឃើញតែក្បែរគាត់អើយងន់នោះមិនដែលឃើញតែក្បែរទេគាត់តែលឺឈ្មោះតាវ៉ាល់តាវ៉ាល់ហ្នឹងអត់មានណាហ៊ានទៅក្បែរគាត់ទេអត់ទេអត់ទេគាត់លឺឈ្មោះគាត់លឺឈ្មោះបាទអត់ដែលឃើញទេអត់ដែលឃើញគាត់ទេបាទសមអគុណ. Au quotidien, qui est-ce que vous aviez rempli le quota ou non? Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. ខកគេមិនបានខកគេនឹងងាប់គេបត់គេថាគេបត់គេណាគេណាហ៊ានខកទេជំនួសនោះគេណាហ៊ានខកទេនិយាយត្រង់ត្រង់ការងារនិយាយត្រង់ត្រង់ណាបើខកវត្តរូបគេក៏ហកបើរឿងក៏ហកការងារគេមិនហ៊ានខកទេបាទសូមអរគុណ. Comment se faisait exactement le contrôle de ce quota? Par quel biais? Par quel moyen? ເວງຖ້າຖືບານຕາມພັນນະການຫຼືກໍມັນບານນູບາສົມອະຄຸນຈົ່ງນັ້ນນູອັດມີໝາຍຕົວເທພໍດອງຈອບບາບໍບໍຫມັດບໍຍັງກິບໍດອງຈອບກິບໍຍັງອ້າງໃຫ້ກໍຫມັດຈັ່ງເຖົ້າກິບໍດອງຈອບກິກັບກິຈໍຍາວຈໍກັບປຶບຫມາຍກັບປຶບຫມາຍກັບປຶບຫມາຍກົບຫມັດຈັ່ງດັງອໍກິບາມັນປານນັ້ນອັດມີໝາຍຕອງໄຊເທອອດເທກິບໍດອງຈອບ. Et votre chef de groupe dont vous ne vous souvenez plus, est-ce que c'est lui qui était en charge de gérer pour le groupe le logement et la nourriture? បាទសូមអរគុណមេក្រុមនេះគេគ្មានគ្រប់គ្រងការងារហូបចុកទេអត់ទេហូបរបបស្មារតីភាពគ្នាអត់មានគេមេក្រុមគេលើសយើងមកសុភីអត់ទេស្មើគ្នាគេគ្រប់គ្រងតាការងារគ្រប់គ្រងតាការងារគេមេក្រុមគ្រប់គ្រងការងារហើយមេក្រុមធ្វើដូចតែយើងចឹងដូចតែគ្នាចឹងមេក្រុមចង់យ៉ាប់យើងគេអ្នកកាប់ហើយយើងរែងចឹងយើងនឹងតែពីរែងទៅគេអ្នកកាប់គេយើងមើលតែយើងបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ. Je vais vous montrer un peu de temps.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste une clarification, je pense que notre consoeur a fait une erreur quand elle a cité le rapport de l'unité des victimes. Il s'agit en fait du rapport concernant la partie civile d'après. Me semble-t-il, elle a cité le document E319/27.1.4.0109, non, où il est effectivement précisé le chiffre de 5 mètres cubes, alors que nous n'avons pas cette information dans le rapport de l'unité des victimes concernant cette partie civile. Donc je ne sais pas s'il y a une confusion ou si elle peut simplement nous redonner la référence pour que ce soit clair, sans que ce soit... Le document que j'ai cité est E319/27.4.109/1. D'accord. C'est une erreur de ma part dans ces conditions. Il n'y a pas de souci. Juste, Monsieur le Président, c'est mon temps est écoulé, c'est ce que vous m'indiquez? ខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសមត្រូវមកសម្រាប់ខែគេលោលោកស្រីតវ៉ាដោយសារកូនក្តីរបស់លោកស្រីគាត់មិនអាចទប់ទល់បានរហូតដល់ពេលម៉ោង12អញ្ចឹងយើងសម្រេចថាសម្រេចដំណឹងហើយលើកទៅបន្តស្ដាប់សាក្សីរូបនេះដែលលោកស្រីនឹងអាចសួរនៅរសៀលទៀត បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយបានប្រកាសសម្រាប់ត្រឹមនេះហើយសម្រាប់ការបន្តធ្វើនៅរុស្ស៊ីនេះនៅវិលីម៉ោង 6 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយនៅរុស្ស៊ីនេះអង្គចម្រាស់នឹងធ្វើសម្រាប់ការបន្តស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីសំសាក់ទៅនឹងសំណួររបស់ថាមិទ្វីការពារក្តីលោកខៀវសំផនបញ្ចប់ ហើយនឹងស្ដាប់ស្ដីថ្លែងរៀបរាប់ទុកសោកវេទនារបស់ដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានហាសនាមពី TCCP ប្រមួនរយកៅសិបបួនហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោកសំសាក់បាទឥឡូវនេះការស្ដាប់ស្ដីថ្លែងរៀបរាប់ទុកផកវេទនារបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់បន្តទៀតនៅរុស្ស៊ីនេះនៅក្នុងម៉ោង 1 កន្លះឥឡូវនេះលោកអាចសម្រាប់បានហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការត្រង់វល ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ដើមនឹងរដ្ឋប្រវិនីនេះនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំរបស់សាក់សីហើយនឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងបន្ទប់តំណការនេះនៅវេលាម៉ោង 1 កន្លះនៅប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកគឺសម្ភនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាក់សម្រាប់សាក់មកការនេះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាក់មកការ សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ។